Ui, chụp được ảnh luôn. Ôi giời, cái ảnh nào quay luôn. GoPro này quay nó không rung rồi. Không gì? Ồ, nó chống rung tốt. Nào mấy thằng này đứng ra để tao còn quay, chạy lại đây làm cái gì? Đó, tổ chức cuộc thi đi đánh nhau xem là. Cái này em thấy chúng nó hay cài mũ này. Ờ, đầy đủ các nơi. Này, thằng này nó bị BD phải không? Đây này, BD quá, buộc tóc cho con gái. Đây con tí. Mẹ buộc con nó với chính gái. Buộc con. Alo. À. Cô. Alo. Ai ơi. Nên bị bờ đờ. Hả? Nên bị bờ đờ. Chiều nay là buộc mẹ đến. Ơ, bỏ được đấy con. Bỏ được đấy. Này, công cho điện thủ gỗ. Đi. Dạ. Nên bị bờ đờ. Nên bị bờ đờ. Mèo ăn vá hết rồi. Thôi, hôm nay hết rồi, hai thuốc rồi. Nào, Linh chào cái nào. Để lên TV. Chào bằng tiếng Lào nào. Vin ơi. Vin. Thằng nào khỏe nhỉ? Thằng nào khỏe với bàn tao đấy nhỉ? Ờ, cứ để đấy. Ờ, đấy. Thấy chưa? Chào bây giờ lia đến thằng nào thằng ấy chào các nhỉ? Linh BD à? Đâu ôi trời ơi. Bắt đầu dỡ BD ra này. Dây buộc tóc đâu hết rồi. Chú Linh BD. Tăng Linh chưa BD. Đây này. Ôi trời ơi. Hạng vàng bạc đồng. Kim cương bạch kim. Cao thủ. Cao thủ. Cao thủ âm sao. Mày ông trai nhỏ ba. Bây giờ cho cháu buộc tóc rồi cháu buộc cái con hết rồi. Hôm qua nhà hoa hợi sao quên buộc tóc cho cháu. Rồi xin chơi. Phải lâu dài mình. Lào ơi. Lào à. Lào ơi. Ơi Lào. Phải điện thoại quá rồi, gọi không chưa. Bây giờ làm ca sĩ đi hát thế nào. Lào nhiều người hỏi quá thôi rồi. Quên làm ca sĩ rồi. Nào, vậy nào, vậy đẹp nào. Lào ơi, con gấu đâu. Nhiều sách thế. Nào, đừng biết. À đây rồi, anh béo, anh gầy rồi. Đấy, mập ra. Bác Nguyễn chơi nhìn mập đây rồi. Còn đấy, cho cảnh sang đây học tiếng Anh luôn. Còn đây. Ai ôi, mỗi lần là anh này lại phải sắp gấp ba anh kia rồi. Hello. Con chó là gì à Lào? Ơi. Tên là con dog. Ờ. Lào đi đâu rồi? Lào đi đâu rồi? Kinh Lào có quyển đẹp thế. Lào à, dạy mẹ học con vật với. Được chưa nhỉ? Hỏi bà ấy. Hỏi bà xem còn em nào. Còn anh Tít anh. Ơ bà, con ai nữa? Anh Tít Tít Mít à? Tít Mít với tôm đây. Ờ. Tít Mít với tôm đây. Tí là cái hoa của tối chị đấy mà. Đâu giỡn nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
Quân với cả bé đang ở đây. Ê, bà ngồi đây ăn cái nước mưa. À, quay quạt này lại. Gấu ơi. Đây. Bà ngồi đây. Bà ngồi đây. Bà đây chơi vui đã. Nào. Không, người nhớ ngồi mà. À, Lào đã được ăn bánh rồi. Bà ớt ngồi đây. Nào. Để xem ngồi cháu lên nè. Lào, có bánh của con búp bê nhá. Bà Hồng ngồi đi, bà Hồng ngồi. Ở trước cháu sinh nhật cháu có hẳn con người nhện cơ. À. Búp bê. Chị mít tròn nhá. Chị mít tròn. Ai già. Lào ơi. Lào ơi. Thôi cũng được. Đây là làm hẳn cái chậu mà. Kéo lại đổ ộp xuống. Cẩn thận. Ninh ơi. Rồi. Ninh kia cho Tùng. Rồi. Cũng lao đổi đến. Cùng phải đi nào ơi. Cháu uống nước cam cơ. Từ từ mới về à, để là xong là ăn và ăn ngủ nhá. Kéo từ vừa lên trước mặt rồi. Để hát bài đó. Từ từ để ăn ngủ. Ngủ rồi. Được rồi. Giờ cháu không được ăn. Đấy, đi đây, giải. Nào, ông đốt tắt quạt thì mới đốt được. À, xong lại bật quạt sau. Nào. Nào, thế cái nến phụt đâu? Mèo, nến phụt đâu? Đâu nến phụt đâu? Đây. Đâu ông châm được chưa? Vẫn còn một cái quạt này, đã tắt đâu? Tắt cái quạt. Đi. Thôi. Nào, ông châm vào đây. Hai ba, các anh chị ạ. Đến lúc phụt là tao. Không. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Rồi, bỏ cái này ra. Nào, lao thổi đi. Thôi, thổi khỏe. Có thổi khỏe. Thổi. Phù đi. Cố lên. Thổi phù. Thổi phù đi. Quạt lên nóng quá. Mấy nào ấy thôi. Bỏ búp bê với cả mấy cái quả cái này ra không ăn được. Vẫn đang quay nhảy luôn mà. Ờ à, đây đằng trước cho mày xem. Đây. Dây vẫn đang chạy đây. Happy birthday. Happy birthday.
Đây, để tao quạt trong tay. Mấy cái quả to to kia bỏ hết. Mấy quả to to kia chỉ làm đẹp. Rồi cái này là trang trí. Con bướm bướm. Đây. Đổ tiền lên đây, đổ tiền đâu. Cứ ngồi yên các con người đem lại không phải. Mấy quả bé bé ăn được, thấy bảo thế. Còn đây vẫn còn gậy cái này nữa. Anh em mình lại. Bên kia còn cái gì không? Rồi, cái này bỏ đi. Ấy, con ngồi chỗ đi. Rồi. Cái đấy ăn được. Cái đấy nãy hỏi nó ăn được không, nó bảo ăn được. Ăn được. Rồi sao? Đẹp 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 kia đi, đẹp kia đi. Em chặt cả chai ra uống đi. Tao kia miếng chai thôi. Rồi, không uống nước hỏa nữa đi con ơi. Uống thêm đi uống nữa, nhau nhau uống đi thôi. Ngồi tránh ra. Đứa nào ngồi đâu là tao kiểm tra ngồi đúng cho nha. Cái đứng dậy là dính như phải hát, phải hát bài đấy. Nào có ăn, vừa uống đi. Nhưng ta có phải nhìn nhận cháu đâu. Từ từ sẽ có. Không bôi bẩn đâu nha. Không bôi đâu. Cái này. 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 Kẹt.
hai tầng cho nó chia cho nó đá. Đường Điện Biên có 274 đường Điện Biên mấy ngàn đi nổi mấy Thả đi cứu từng quân. Ờ sao biết? Em chả biết, cứ vào từ lúa lên chứ. Ngọc không ăn kẹo đi. Ngọc béo ơi. Ngọc béo ơi, bao nhiêu cân rồi? 60 cân. Thế rồi à? 63 cân. Ủa thế mày bằng nửa đó. Trời ơi, quay được âm 2.000 cân. Thế chưa được nửa có. Bà bao nhiêu cân? Từ từ từ. Kiểu là thằng gì nhở, thằng Zozo đấy. Không ăn bánh ngọt á? Ăn một tí béo là được. Cái này nó là vàng đấy, vàng rát à? Của mày chưa có à? Đây, ôi trời. Vin ăn bánh ngọt không? Không ăn nữa không? Ăn nữa mày lấy. Mang về nhá. Ôi. Đâu rồi anh Minh, đâu có nhìn thấy đâu. Ôi ôi. Bánh này ngon quá. Ăn dối đi, ăn dối. Ăn dối rồi ăn cho xem nào. Phải ạ đi. Thì bánh này kem ngon đấy nè. Lào ơi, Lào không ăn gì à? Bọn cái kem cho Lào. Gia đình rồi cứ tè quá. Mấy kiểu ảnh. Đây thì là chuyện. Có đồ ở cam kìa. Em muốn con kem thừa này. Ăn muốn gì đấy? Ăn con tao nhiều mặt mày không? Con. Đi làm cái quá là. Anh đi làm gì à? Anh ơi, con phải kêu. Nào không phải tâm tâm công chúa này. Ôi trời, nằm ngã này à? Nhìn thấy chưa? Đâu? Đâu?
ông à? Bà ơi, là gì ông không? Quay về đằng sau đi. Ba, quay về đằng sau đi. Bật bấm nút con này đằng sau. Quay đằng sau thì quay không? Thôi kệ bà. Ô bia. Ờ, đó cái gì đằng sau một ông. Ông nhìn thấy chưa? Hồi hộp quá. Chuyển sang nghề đầu bếp rồi. Ô lại có cái bình đun nước. À, 5 lỗ ăn à? Ở lại cái bờ. Có nhiều màu. Cả rổ hoa quả này thì tha hồ nấu ăn rồi. Ôi Lào ơi, nhiều đồ quá. Ai à? Ta chuyển địa bàn lên hết trên này này. Wow, vậy là nhiều quần áo đẹp thế. Thôi chúng ta lên trên này quay cho nó quả trên nếu có đi. Gây quá rồi. Sao nhiều cái đồ để nấu ăn thế? Nào, nấu cho một ít canh chuối nào. Ok. Nấu đi, nấu cho một bát súp đi. Này, được cắt được cái này luôn. Ừ, để ra để nấu ăn. Lào cho bố nửa quả dâu tây. Nó thơm luôn. Lào ơi, cho bố nửa quả dâu tây. Cảm ơn, đã có nửa quả dâu tây. Ngon quá. Quả chưa? Cắt chặt quả chưa? Lào có nhiều bạn chơi quá. Không ăn trứng đâu. Ôi ôi, hôm nay đông quá.
xoay cho anh chúng ta. Đây này có một em bé to đầu Vinamilk. Đang múc trứng ra nha. Múc trứng ra nè. Thằng kia mày bị nào ở mắt kia? Anh là cả, thằng em cả. Ôi giời ơi. Về phải ăn khỏe gấp đôi gấp ba mà không to hơn nó để còn đánh nó được. Con đau lưng nhưng mà. Anh đau lưng vậy.